Cả nhà, trong chủ đề này chúng ta sẽ phân tích một số cái vấn đề khi mà mình giao dịch với nến đảo chiều, đặc biệt là nến pin 3 và nến inside 3. Chủ đề hôm nay là đánh giá nến qua cái lực nến để giảm cái rủi ro bị fake lúc mà chưa hết nến. Rồi, có ba cái vấn đề chính như sau. Thứ nhất á, là chiến thuật chỉ theo nến, cái chiến thuật giao dịch mà chỉ dựa vào nến thì nó là mang lại một cái rủi ro rất là cao. Thứ hai là thứ tự ưu tiên, thì này là một phần của giải pháp, đó là ưu tiên cái mô hình giá hoặc là cái tín hiệu từ cái hệ thống giao dịch trước rồi sau đó là mới tới nến. Và phần thứ ba đó là cái giải pháp tối ưu. Mà giải pháp tối ưu là mình sẽ đánh giá cái lực nến, và cách thứ hai là cách mà chỉ chọn đánh thành đánh phát. Tại vì cái thị trường nó hay bị phép, nên mình dùng cái chiêu giống như là lấy độc trị độc, thì là chỉ đánh thành nến phép. Nó có một cái mô hình chuyên cho cái loại này, đó là mô hình Fakey 3. Mọi người có thể xem thêm về cái mô hình này ở cái video clip bên phần mô tả của video bên dưới. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên. Chiến thuật mà chỉ dựa theo nến là sai. Mình gọi nó là sai luôn, tại vì nó rủi ro nó cực kỳ cao. Nhưng mà chiến thuật mà nó chỉ có phát nhìn thấy một cái cây nến đảo chiều vô lệnh liền thì nó mang lại cái rủi ro nó quá cao. Nó quá đơn giản, nhưng mà cái đơn giản của nó thì nó lại mang lại cái tỷ lệ thắng nó quá thấp. Thì như vậy là nó sai hoàn toàn. Rủi ro bị breakout giả khi chưa hết nến và những thời điểm chuyển từ trend qua sideways. Khi có một cái thời gian mà khi mà mình dựa vào nến, mình rất dễ bị dính cái tín hiệu nhiễu, đó là những cái lúc mà từ đang có xu hướng mà nó chuyển qua sideways đi ngang một cái, và những cái nến đảo chiều trong cái thời điểm đó là nó vô dụng hết, nó tạo ra cái tín hiệu nhiễu. Bây giờ mọi người lưu ý là trong cái điều kiện thị trường sideways thì những cái nến đảo chiều là nó dễ bị tín hiệu rác rất là nhiều đấy. Rồi mọi người quan sát ở trên cái màn hình, một cái cú lừa breakout là mọi người thấy là những cái nến này nó đã, cái này mình xem là lịch sử thì mình cảm thấy nó bình yên, chứ thực tế ngay cái lúc mà giá nó đang di chuyển á thì nó sẽ có một cái trận giành co, giành giật là khủng khiếp lắm. Là thường là mọi người sẽ bị vô lệnh ngay ở cái vị trí này đó, bị thất bại ngay này đó. Mọi người thấy là cái lúc mà nó chưa hết nến nó sẽ là một cái cây nến xanh giật lên, tạo một cái cảm giác giả. Mọi người thấy là trước đó là một cái cây nến inside 3 này đó, những cái nến sau theo cái công thức khi mà nó break out qua cái đỉnh cao của cây nến mẹ thì mình sẽ mua. Rồi ngay trong cái hoàn cảnh đó, nó sẽ tạo ra một cái cú breakout giả. Mọi người thấy là cái bóng nến ở trên trong ngay cái thời điểm nha, nếu mà chưa hết nến mà mình thấy nó vượt qua cái đỉnh cao của cái nến mẹ, mình lao theo mình mua cái gọi là dính chưởng liền đó. Kết thúc cái nến cái là nó chuyển thành cái mô hình là nến phát kiên, đấy là coi như ăn top loss là cái chắc luôn. Rồi tương tự đó, mọi người thấy nè, trong cái lúc mà cái cây nến này đây, cây nến sát thủ này đây đó, trong cái lúc mà cây nến này nó đang còn ở trong trạng thái mở á, thì là nó có một cái cú breakout nằm ở bên dưới nè, nó đâm xuyên thủng qua cái mô hình nến inside 3 đó. Nếu mà không có kiên nhẫn đợi hết nến á thì là ngay cái vị trí này là lao theo sell này đó, lao theo sell ở ngay cú này rồi bị chôn sống luôn đây. Thì đó là cái rủi ro mà nếu mà chưa hết nến mà mình lao theo mình buy sell liền á thì nó rất dễ bị dính cái tín hiệu nhiễu, mặc dù nó mang lại cái tỷ lệ nó mang lại cái vị trí vào lệnh đẹp, tuy nhiên cái rủi ro của nó là nó sẽ rất dễ bị dính cái tín hiệu nhiễu. Tại vì cây nến mà nó chưa có kết thúc thì nó chưa có quyết định được cái gì hết, mặc dù mình thấy là nó đang có vẻ như là breakout phá cản, nhưng mà cứ đợi kết thúc cây nến đi, nó lật ngược thế cờ cái một đấy,
Đây là một cái vấn đề mà nhiều trader inbox mình hỏi là nó rất là thường xuyên gặp cái kiểu này. Bởi vì là đánh theo kiểu mà breakout á, breakout nói chung luôn chứ không có riêng gì về cái mô hình nến này, là rất thường gặp cái kiểu này. Đó, cái gặp cái kiểu này coi như là dính top loss là cái chắc luôn. Rồi, đó là cái vấn đề. Còn bây giờ mình sẽ bước qua cái giải pháp. Giải pháp là gì? Đó. Thì giải pháp đó, cái vấn đề của nó chỉ áp dụng công thức đánh dựa trên nến là sai. Bởi vì cái giải pháp của nó là không được dựa chủ yếu vào nến mà phải dựa vào cái mô hình giá. Mô hình giá đối với theo cái trường phái là reaction thì dựa vào mô hình giá. Còn đối với anh em nào sử dụng cái indicator như mấy đường trung bình di động hoặc bất cứ cái indie nào ở bên ngoài mà mình cảm thấy phù hợp thì cứ tiếp tục sử dụng thôi, chứ không có bắt buộc là phải chỉ được dùng cái mô hình giá. Mình quen sử dụng cái công cụ nào hỗ trợ phụ kèm thì mình cứ sử dụng. Thì theo cái thứ tự ưu tiên là có mô hình giá thì mình mới bắt đầu tìm kiếm quan sát nến. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Đó. Ở trên cái màn hình ở đây thì mọi người thấy là đây. Đó, đây là một cái mô hình mà hai đáy nè. Mình có phóng to lên để mà quan sát rõ hơn. Đấy. Đây là mình ưu tiên có cái mô hình giá trước thì lúc đó mình mới quan sát cái nến nó đi sao. Là mình tập trung là tìm kiếm cái điều kiện đầu tiên là cái mô hình giá trước. Sau khi mà có mô hình giá rồi thì lúc đó mình mới quan sát tìm cái nến đảo chiều. Đó, thì đó là nó sẽ tăng cái tỷ lệ và nó giảm cái rủi ro. Đó là cái phương pháp thứ nhất. Rồi, giờ mình sẽ đi sang cái phương pháp gọi là cái giải pháp thứ hai, đó là quan sát phản ứng để mà đánh giá cái lực nến. Lực nến là một cái khái niệm quan trọng mà bất cứ ai chơi theo cái trường phái reaction nến mô hình giá đều phải nắm vững cái nguyên tắc này. Lực nến là gì? Theo cái nghĩa đen của nó thể hiện cái lực mua và bán, nó phản ánh ngay vào cái nến. Bởi vì cái điều kiện mà tiếp cận cái nguồn thông tin đối với trader Việt Nam của mình rất là khó, mình khó mà cập nhật liền những cái tin tức mà tác động lên thị trường. Bởi vì mình chỉ có thể là nhìn cái cách mà đám đông nó đang hành động dựa trên cái mô hình của nến để mình dự đoán được là cái tâm lý nó đang 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 bắt đáy, nó đang có cái lực mua đẩy nhiều vào thị trường, nó thể hiện qua nến. Thì chia sẻ thêm cho mọi người biết là thông thường ví dụ như mình đang phân tích trên cái video 1 giờ thì có một cái mẹo nhỏ là chuyển qua cái khung là 30 phút, 15 phút hoặc thậm chí là 5 phút để mà mình tìm được cái điểm vào nó tốt nhất. Chẳng hạn như trường hợp như thế này, đây đây là một cái nến doji, mình lấy ví dụ đơn giản đi. Đó, này là mà trên cái video 4 giờ nha. Đó, trước đó là một cái xu hướng giảm, sau đó nó gặp một cái nến pin 3 đi. Đó, gặp một cái nến pin 3 ở trên 4 giờ thì mọi người biết là 4 giờ thì nó phản ứng thời gian của nó là tới 4 tiếng đồng hồ nó mới kết thúc một cái nến. Do đó mình có thể chuyển qua cái khung thời gian là 1 giờ 30 phút để cái khung nhỏ hơn để mình có thể nhìn thấy rõ cái lực nến. Chứ chứ 4 giờ mình rất là khó quan sát cái lực nến đó. Tại vì 4 giờ nó phản ứng rất là chậm. Bởi vì cái lực nến thường là mình chuyển qua những cái khung nhỏ hơn thì mình sẽ thấy chi tiết cái phản ứng của nó và mình có thể bắt được cái điểm vào nó chính xác nhất. Đó. Thì theo cái nguyên tắc mà của cái cây nến 4 giờ thì là mình sẽ đợi. Đó. Mình đợi nó break out. Đó. Nếu mà trên 4 giờ mình đợi nó break out thì chạy qua cái dọc dọc qua cái một rất là nhanh. Còn khi mà mình chuyển xuống những cái khung thời gian nhỏ hơn á thì đó là mình sẽ biết được chính xác là cái vị trí nó break out thật sự hay chưa. Rồi là mình vô lệnh thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ thắng lên rất là cao. Đó là cái mẹo nhỏ mà mình sử dụng đa khung thời gian để mình tìm được cái điểm vào. Mọi người có thể xem thêm cái video clip về cái cách mà tìm cản đa khung thời gian.
là từ cái khung lớn thì mình sẽ kiếm được cái cản tâm lý quan trọng, và sau đó mình chuyển qua cái khung nhỏ để mình thấy được cái phản ứng cụ thể khi mà đối mặt với lại cái mức cản đó. Đó gọi là cái cách mà phân tích đa khung. Mọi người sử dụng quen cái cách này thì khi mà mình chuyển từ cái khung thời gian lớn xuống cái khung thời gian nhỏ, mọi người sẽ thấy cái phản ứng giá của nó rất là nhạy, tăng cái độ nhạy. Tại vì khi mà mình sử dụng cái phương pháp mà đánh giá qua cái lực nến, cái độ mạnh yếu của con sóng mà nó thể hiện trên nến, thì chắc chắn là nó chỉ có cái khung nhỏ thì mình mới dễ quan sát thôi. Còn cái khung lớn thì cái điểm vào của mình nhiều khi là mình đã bị bỏ lỡ cái vị trí tốt nhất rồi. Rồi, cái cách thứ hai á, là khi mà mình đánh giá cái lực nến, mình phải đã gọi là lực nến thì nó phải đủ lực thì mình mới kết luận được. Đấy. Đây, mình có một cái kinh nghiệm để mà nhận biết cái thị trường nó volume giao dịch rất là yếu, sóng rất là yếu. Mọi người quan sát cái cây này, đây là cái cây pin 3. À, tiếp theo nó cũng tiếp tục là một cái cây pin 3 nữa. Đó. Theo lẽ đương nhiên, mình thấy cái pin 3 là mình nghĩ liền trong đầu có thể nó đảo chiều. Đó. Rồi mình mua liền, nhưng mà thực chất là tới cái thời điểm này qua nhiều phiên giao dịch luôn mà nó cũng chưa có lực nữa. Vậy thì nó đâu có gọi là cái lực nến. Đã gọi là lực thì nó phải là đủ cái sức mạnh, đủ con sóng, nó phải đủ cái lực để mà nó đẩy thị trường đi lên, thì lúc đó mình giao dịch thì nó mới thuận lợi được. Chứ mà sợ nhất là cái kiểu thị trường nó chuyển qua sideways là mình bị dính bẫy. Dính bẫy cái này là cái lỗi là do mình nôn nóng. Nôn nóng là mình thấy cái tín hiệu nến mình vô liền. Đó thì đó là cái rủi ro rất là cao. Còn cái mẹo để mình khắc phục thì nó rất là đơn giản. Thay vì là mình thấy cái nến mình vô liền, còn này mình sẽ đợi cho nó phá những cái điểm cao nhất của cây nến. Tại vì khi mà nó phá rồi thì nó mới tăng cái tỷ lệ mà nó thắng là được. À, nó phải tăng là nhất là cái lực nó phải giọt lên liền. À, thì đó là nó mới gọi là đủ lực. Thì đó là mình đánh lướt sóng là nó sẽ đi rất là nhanh. Mua xong là nó sẽ chạy giọt lên tới cái điểm test của phía trước để mình test của phía nó an toàn. Đó. Chứ còn mà mình nôn nóng mình vô định sớm cái là rất là dễ bị tín hiệu nhiễu. À, nhiễu có nghĩa là nó chuyển từ có trend chuyển qua sideways cái là nó bị nhiễu liền. Rồi, đó là cái cách để mình đánh giá qua cái lực nến, đó là nó phải thật sự là đủ lực trong cái khoảnh khắc đó thì mình mới kết luận được. Thì không có cái công thức nào mà nó tuyệt đối 100%. Thì bây giờ mình sẽ qua cái giải pháp cuối cùng, đó chính là chỉ chọn theo cái mô hình đánh theo kiểu phát kỳ. Thì như mình đã biết thì cho dù thị trường nó đủ lực đi nữa nhưng mà cũng chưa có hết nến thì là nó cũng chưa có kết luận được. À, ở phần này đó là mình sót một cái ý. Đó là mình đợi một cái cây nến xác nhận, nhưng mà cái cây nến đó nó đừng quá xa. Ý nghĩa nó là như thế này. Đây là mình sẽ đợi một cái cây nến mà nó đóng cửa nằm ở trên của cái đỉnh cao nhất của cây nến mẹ nãy đây. Nhưng mà đóng cửa đừng có quá xa. Nếu một cây nến mà nó giọt lên chót giót ở trên này thì đó cái vị trí, cái khoảng cách mà mình top loss rất là rộng. Đây là cái vị trí mà mình phải top loss, là nó quá xa thì cái kèo này mình bỏ. Còn nếu mà cây nến nó đóng cửa mà nó chỉ cao hơn cái cây đỉnh cây nến mẹ một tí thôi thì nó là hợp tệ, kèo này mình có thể theo được. Đó là cái phương pháp mà mình đánh giá cái lực của thị trường, đánh giá qua cái thể hiện của cây nến. Rồi mình trở lại cái giải pháp thứ ba. Đó. Thì có nhiều cái cách mà mọi người lựa chọn. Thì đối với đây là một cách mà mình gọi là lấy độc chị độc. Tại vì mình biết là thị trường nó dễ dính phát, bởi vì cái công thức là nó chỉ xài khi mà có phát. Đó. Thì nó ngược lại, thay vì mình thấy cái nến đảo chiều thì mình đánh con này là chỉ khi nào mà có cái tình huống phát thì mình mới đánh. Đó. Là chỉ đánh theo kiểu phát kỳ thôi. Đó. Thì cái tỷ lệ này thì nó sẽ cao hơn là mình vô sớm, tại vì nó đã chọn được cái điểm mà nó có cái mức
cái vị trí du lịch nó đẹp đó, thì đương nhiên là cái độ rủi ro nó phải cao hơn. Còn cái điểm du lịch mà nó an toàn, nó chắc chắn thì cái mức độ top loss mình phải 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 top loss cái đoạn nó xa hơn, phải chấp nhận là nếu mà khả năng mà bị rủi ro thì mình phải chấp nhận cái đoạn top loss nó xa đó. Thì đó là cái điểm yếu khi mà mình cân nhắc giữa cái cách đánh mà mình đánh theo truyền thống đó. Còn cái cách mà mình đánh theo phát kỳ, chỉ du lịch khi mà nó có phát kỳ đây mọi người, đấy là thì mình chỉ đợi khi mà kết thúc nến rồi nó có phát kỳ thì mới đánh. Còn không kết nếu mà kết thúc cái nến mà nó là cái kiểu truyền thống thì cũng không đánh luôn, có nghĩa là mình chỉ chọn theo phát kỳ thôi, chỉ đánh theo phát kỳ à. Tại vì cái nguyên tắc của mình chọn cái chiến thuật là mình chỉ chọn một à. Nếu mà mình chọn mà đánh theo kiểu truyền thống thì mình theo cái kiểu truyền thống à. Còn nếu mà mình chọn theo đánh phát kỳ thì là mình bỏ qua cái kiểu truyền thống, cho dù nó hợp lệ bên cái kiểu truyền thống nhưng mình cũng không có giao dịch, mình chỉ chọn theo kiểu phát kỳ. Đó là một cái giải pháp nó chỉ chọn một là vậy đấy. Mọi người thấy là này là cái ví dụ thứ hai nè à, này là cũng một phen là bị săn top loss theo cái kiểu truyền thống, nhưng mà theo cái kiểu phát kỳ này nó đã đóng nến rồi, đã kết thúc đóng cửa cái nến rồi đó, đã kết thúc đóng cửa cái nến rồi à, tiếp tục nè à, tiếp tục thì sau khi mà nó xuất hiện cái mô hình phát kỳ rồi à, thì mình sẽ đánh thì nó sẽ đạt được cái tỷ lệ à, khá là cao đó. Do đó cái mô hình phát kỳ là mô hình mà đặc biệt mọi người cần phải lưu ý à, nếu mà mình chọn theo cái phát kỳ. Rồi chốt lại thì không có bài bác cái nguyên tắc mà mình đánh theo cái kiểu mà pin ba truyền thống, mà mình chỉ đưa ra một cái giải pháp, đó là mô hình phát kỳ để cho mọi người chọn. Nếu mà ai mà quan tâm cái mô hình phát kỳ thì mình cứ chọn nó thôi, mình không theo cái kiểu truyền thống nữa đó. Còn nếu mà mình đã theo cái kiểu truyền thống thì bắt buộc mình phải nghiên cứu về cái lực nến để mình giảm cái rủi ro. Và thứ hai nữa là cách về cái thứ tự ưu tiên, thì mình ưu tiên về cái mô hình giá trước, còn cái mô hình nến là mình phải để sau đây. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip, ai có thắc mắc gì thêm thì có thể comment ở bên dưới video clip để chúng ta cùng nghiên cứu làm sao để mà giảm cái rủi ro xuống mức thấp nhất. Cảm ơn mọi người.